Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang muốn dẹp đảng. Vào sáng 11 tháng 11 năm 2019, tại buổi thảo luận về dự thảo luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố: "Tôi nói nhiều lần, thể chế bây giờ rất quan trọng, nếu gỡ được thể chế thì không khí đầu tư rất tốt, nếu cứ giữ tư duy lạc hậu thì không thể phát triển đất nước được. Thể chế và thể chế." Nhà kinh tế học Robinson đã nói, một quốc gia thịnh vượng hay không thì vấn đề đầu tiên chính là thể chế. Thể chế, thể chế, thể chế. Ở Việt Nam chỉ có một thể chế duy nhất, đó là thể chế cộng sản do Đảng Cộng sản độc quyền áp đặt lên đất nước Việt Nam. Gỡ thể chế trong phát triển của Nguyễn Xuân Phúc có thể được hiểu là tháo gỡ chế độ cộng sản, dẹp bỏ tư duy lạc hậu của Nguyễn Xuân Phúc, chỉ có thể nhắm đến một tư duy độc nhất, tư duy xã hội chủ nghĩa và chủ thuyết cộng sản, và kẻ đứng đầu đã và đang hăng say cầm cờ cho chủ trương này là Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Tuyên bố của Nguyễn Xuân Phúc xảy ra trong bối cảnh vị thế của Nguyễn Phú Trọng ngày càng lu mờ và sức khỏe của ông Tổng sắp tịch này đang vào giai đoạn sắp đi gặp Bác Hồ, Bác Lê, Bác Mao. Phải chăng có những động thái phân hóa trong nội bộ Đảng ở cấp thượng tầng và Nguyễn Xuân Phúc đang tự chuyển hóa, tự diễn biến để trở thành thế lực thù địch đối với Nguyễn Phú Trọng? Thái độ gỡ thể chế được dùng trong buổi thảo luận về luật đầu tư cũng cho thấy tình trạng đói tiền của Đảng, nợ công vượt trần và nhu cầu cứu đói của Đảng. Chính vì vậy, Nguyễn Xuân Phúc mới phải nói: "Đừng sợ dân giàu các đồng chí ạ." Tuyên bố này vô hình dung đã thành thật khai báo rằng từ trước đến nay Đảng rất sợ dân giàu và chỉ có đảng viên mới được phép giàu. Bây giờ Đảng đang đói, không có cách cứu vãn nên mới để cho dân giàu. Dân có giàu thì Đảng mới có nguồn để móc túi của dân để làm giàu. Từ trước đến nay dân không giàu vì thể chế, muốn dân giàu để Đảng hốt thì phải gỡ thể chế đó đi. Muốn gỡ thể chế thì phải dẹp bỏ cái Đảng Cộng sản độc quyền và thối nát. Thâm ý của Nguyễn Xuân Phúc là gì đi nữa thì đích đến sau cùng của việc gỡ thể chế chỉ có một Đảng Cộng sản là nguồn cơn của mọi tai họa và phải chấm dứt sự hiện diện của nó. Những trang mạng đứng tên lãnh đạo rất có thể nằm trong quỹ đạo phe cánh chính trị quay ngoắt và sẵn sàng đâm dao sau lưng khi có cơ hội. Có một chút đặc biệt xảy ra tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 và 11 năm 2019 khi Bộ trưởng 4T, đó là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, lần đầu tiên bị đại biểu Quốc hội chất vấn. Thực tế có nhiều trang mạng làm giả những trang mạng của chính phủ, của Đảng, làm giả những trang của các lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam. Nhiều trang mạng đưa những thông tin rất chính thống, sau đó lại khéo lồng ghép với các thông tin lề trái vào đó thì chúng tôi, người dân, cử tri không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả vì họ đang dùng nhiều chiêu hư hư thực thực. Tuy nhiên, cách trả lời của Bộ trưởng Hùng lại có vẻ đi hàng hai và né tránh trách nhiệm của bộ này. Theo ông Hùng, vừa qua đã phối hợp và có hẳn một lực lượng để giải quyết vấn đề này. Bộ đã làm rất mạnh về chuyện gỡ xuống các trang mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong 2 tháng vừa qua đã gỡ 207 trang. Có những trang là những trang web thì chúng ta ngăn chặn. Có những trang trên nền tảng mạng xã hội thì chúng ta hợp tác với các nền tảng mạng xã hội. Trong số đó có 46 trang liên quan đến tên của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Cũng theo Bộ trưởng Hùng, vừa qua Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo trực tiếp chỉ đạo phải xác định xem thực chất trang này có cơ quan nào hay chính các đồng chí lãnh đạo đó đứng tên hay không. Sau khi xác định là mạo danh là cương quyết hạ theo hướng đó chứ không phải vì đọc trang đó thấy thông tin không đúng thì phải hạ và gỡ bỏ chúng xuống.
Cần chú ý thời gian vừa qua trên chỉ là mới trong vài tháng gần đây, còn các trang giả, trang lãnh đạo hoặc chính xác hơn là đứng tên lãnh đạo đã tồn tại trong nhiều năm trời, ngay trước mũi của Bộ Chính trị, của Đảng. Vậy thực chất trang mạng đứng tên lãnh đạo là gì? Đặc điểm chung của các trang mạng đứng tên lãnh đạo là có các nguồn tin tức nhanh hơn và sâu hơn so với khối báo chí nhà nước nói chung, thỉnh thoảng còn đăng cả những tin tức nội bộ trong ngành công an và báo chí ngoài ngành này khó mà có được. Trong những năm qua đã xuất hiện nhiều dư luận về việc các trang mạng đứng tên lãnh đạo có nguồn gốc và sự tham gia của cơ quan an ninh Việt Nam, được tài trợ bởi một nhóm lợi ích nào đó trong Đảng. Còn có tin trên mạng xã hội cho biết các trang mạng đứng tên lãnh đạo đều có cùng một bàn tay đạo diễn, và bàn tay này thường họp với ban biên tập tại một nhà hàng ở Hà Nội định kỳ hàng tháng. Việc hệ thống các bài viết những trang mạng đứng tên lãnh đạo cho thấy tỷ lệ bài tuyên truyền, trong đó rất nhiều bài tuyên truyền một chiều cho ngành công an là cao, không khác gì báo Công an Nhân dân. Nhưng cho tới nay, bất chấp việc những trang mạng đứng tên lãnh đạo đã tồn tại trong một thời gian dài, không hề công khai ban biên tập nhưng lại thản nhiên mang danh nghĩa những quan chức chóp bu như Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, quan chức một thời là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, quan chức từng là Chủ tịch nước nhưng đã chết là Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, và còn công khai cả khung nhuận bút, những trang mạng này vẫn không bị bất cứ chế tài hay xử phạt nào từ phía các cơ quan an ninh của Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông, kể cả thời của Trương Minh Tuấn còn là bộ trưởng bộ này với biệt danh sát thủ báo chí. Từ sau khi luật an ninh mạng được triển khai chính thức vào đầu năm 2019, người ta chỉ thấy luật này gia tăng siết bức đối với những tiếng nói bất đồng chính kiến và phản kháng xã hội trên mạng, nhưng không hề đả động đến các trang mạng đứng tên lãnh đạo. Với thực tế nền chính trị Việt Nam mà bị nhiều người xem là đầy rẫy chất liệu mafia, nguồn cơn thật dễ hiểu là các trang mạng đứng tên lãnh đạo chỉ có thể tồn tại được với điều kiện được một cấp rất cao, thậm chí cấp Bộ Chính trị bảo đảm cho các hoạt động của chúng. Công cuộc đấu tranh tư tưởng có vùng cấm như thế đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng liệu có thật Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân không biết gì về những trang mạng vừa nặc danh vừa mạo danh này, hay biết nhưng vẫn ngầm che chắn và tòa dập. Thậm chí có dư luận còn cho rằng chính những chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đằng sau và bảo kê cho những trang mạng này. Những trang mạng đứng tên lãnh đạo cũng rất có thể nằm trong quỹ đạo phe cánh chính trị, quay ngoắt và sẵn sàng đâm dao sau lưng khi có cơ hội. Cơ hội đó sẽ đến một khi nổ ra đảo chính cung đình. Cơ hội đó sẽ thuộc về các trang mạng đứng tên lãnh đạo, dẫn dắt và hướng lái dư luận để phục vụ cho những nhân vật chính trị bất ngờ chiếm ghế khi đó. Cũng khi đó, những trang mạng này sẽ hiện nguyên hình với tên riêng chứ chẳng cần mượn danh lãnh đạo nào nữa. Luồng dư luận trên khôn còn không còn là giả thiết mà đã phần nào khẳng định trong thực tế khi cho tới nay cả Ban Tuyên giáo Trung ương lẫn Bộ Thông tin và Truyền thông đều không dám có động tác xử lý mạnh mẽ nào đối với những trang mạng này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm với hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.